thi học kỳ 2 môn hóa này. Lớp mình khối 11 nhá, không phải khối 10, có anh sai. Của trường Việt 3 năm 2020 là năm trước. Số phát biểu đúng này, cho các phát biểu sau. Học sinh sợ nhất cái loại đề này, vì nó cho đến 6 cái phát biểu, em trả lời đúng 5 cái mà sai 1 cái, vẫn sai. Đúng không? Không khác gì đây là 5 câu hỏi độc lập. Nhưng mà thay vì việc cho 5 câu hỏi người ta gộp lại thì là học sinh là người Việt. Kể cả khi đèo người sợ nhất cái này. Đốt cháy hoàn toàn hydrocarbon mạch hở X bất kỳ. Nếu thu được số mol CO2 cả số mol nước bằng số mol nước thì X đáng ken. Chưa chắc. Đốt cháy cycloalkan cũng có mol nước bằng mol CO2. Khi số mol nước bằng số mol CO2 thì ta chỉ khẳng định được rằng trong phân tử của nó có một liên kết pi. Mà một vòng thì cũng tương đương một pi mà. Như cái này còn có thể là cycloalkan. Mà nếu không nhầm trên lớp bọn em còn không được học cycloalkan. Thế là chết rồi. Không học cũng vẫn thi. Nên ai cho câu này đúng là sai. Alken đốt cháy thì đúng là nước bằng CO2. Nhưng nước bằng CO2 thì chưa chắc nó phải là alken. Đây là mệnh đề hai chiều. Phân tử hợp chất hữu cơ có nhóm OH là rượu. Có đúng không? Đốt cháy hoàn toàn rượu no đơn chức mạch thở luôn cho số mol nước lớn số mol CO2. Đúng không? Được chưa? Phân tử hợp chất hữu cơ có nhóm OH là rượu. Nó còn có thể là tạp chức. Tạp chức là có nhiều nhóm chức mà. Được chưa? Ở điều kiện đường phenol là chất rắn không màu. Chất rắn không màu hay màu trắng? Hay như nào? Nghĩa? Không màu. Ok. Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh. Hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định. Nhanh hay chậm? Chậm và theo nhiều chiều hướng khác nhau, đúng không? Hợp chất có thể chứa vòng benzen trong phân tử. Để có vòng benzen thì nó phải thỏa mãn công thức CnH2-6. Ta kiểm tra nhé. 9218 18-6-12. Ok chưa? Như vậy là có thể chứa. Cái này đúng. Được chưa? Nên ta có 1, 2, 3. Con này 4. Đáp án A. Câu 42 bớt lại nhé. Câu khó bớt lại nhé. Câu dễ trước này. Câu 43. Mọi người cứ nhìn cái chỗ mà bỏ cách nó rộng như này thì biết chắc là nó không ngắn chút nào rồi. Đấy, thông thường những nhầm trước cách làm rồi. Bớt cái dòng ra để viết cho mọi người xem. Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư hydro tạo cùng một sản phẩm. Dư hydro nhá. Anđehit cộng hydro ra rượu. Thằng này cộng hydro ra rượu và hydro mất đổi đôi, như hai thằng này là cùng một chất này, 1 2 này. Thằng này có nhánh thì không thể cùng một chất được. Đúng không? Có nhánh là sai rồi. Thằng này là 4 carbon. Đúng không? Thằng này 3 carbon chứ chưa 3 carbon. Thằng này 3 carbon ra rượu, như vậy ta có 1 2 4. 1 2 4 đáp án B đều ra chất là CH3, CH2, CH2, OH. Đây là cùng một chất. Được chưa? Tiếp nhá. Ta cứ chữa các câu mà từ 8 trở xuống trước nhá. 44. Dãy gồm các chất đều tác dụng với rượu. Tác dụng với rượu là gì? Natri, nhà kim loại kali natri này. Axit tác dụng rượu này. CuO tác dụng rượu để ra anđehit này, đúng không? Và oxy. Nên ta chưa gì đã thấy đáp án A rồi đấy. Đáp án B có phenol không tác dụng với rượu. Có rượu không tác dụng với rượu. Đáp án C có MgO không tác dụng. NaOH không tác dụng. Đáp án D có Na2CO3 không tác dụng. Chỉ còn đáp án A thôi. Chỉ luôn cho em cả những thằng nào không tác dụng luôn mà. Được chưa? Câu 45. Đốt cháy hoàn toàn M gam X thu được thuộc từ bài tập bước sau đi. Câu 46. Chiều giảm dần của nhiệt độ sôi. Em cứ nhớ luôn nhiệt độ sôi này. Theo thứ tự là axit thì lớn hơn rượu, lớn hơn nước, lớn hơn anđehit. Vì nó liên quan đến liên kết hydro. Được chưa? Axit thì phải lớn hơn rượu, lớn hơn nước, lớn hơn anđehit. Được chưa? Như vậy chiều giảm dần nhiệt độ sôi thì anđehit bắt buộc phải đứng cuối. Anđehit đứng cuối thì có mỗi một đáp án thôi. B. Bảy.
CH4 ra X, X ra Y, Y ra HCSO. Để ra HCSO thì Y phải là gì? Có một carbon đúng không? Một carbon thì phải là CH3OH chưa? Hai thằng này hai carbon bỏ rồi. Thì đáp án A luôn. Câu 48. Đốt amon axit mà được 2 amon CO2 thì chắc chắn hợp chất này có mấy carbon? 2 carbon đúng không? Số carbon sẽ bằng mol CO2 trên mol của cái chất hữu cơ, đây là chất Y. Thế thì 2 carbon này, thằng này 3 carbon bỏ này, thằng này 4 carbon bỏ này, chỉ còn 2 thằng này là 2 carbon thôi đúng không? Khi trung hòa Y người ta cần vừa đủ amon NaOH, tác dụng có một gốc axit thì tỷ lệ 1:1 với NaOH đúng không? Nên chỉ còn đáp án A, thằng này phải là tỷ lệ 1:2 vì đây là axit oxalic. Câu 49. Bao nhiêu mol bạc em? 43,2 chia 108 0,4. Không nói luôn rồi bấm luôn đâu. Có phải phản ứng trắng bạc thì tỷ lệ gì? Cứ 1 aldehyde thì tỷ lệ là 2 Ag hoặc 4 Ag. 4 Ag thì chắc chắn phải là HCHO. Còn 1 2AG là ERCHO, chính là những aldehyde còn lại đúng không? Thế thì ta chưa biết được nó là aldehyde gì nên ta bắt buộc phải thử cả hai trường hợp. Vì có cả đáp án này cả đáp án kia mà, đúng không? Ta cứ xét trường hợp là tỷ lệ 1:2 trước nhá, vì phổ biến sẽ gặp 1:2. 0,4 ở đây thì đây 0,2 đúng không? Em lấy 3 chia 0,2 bằng 15. Chẳng có cái aldehyde nào m lớn hơn 15 cả. Đúng không? Thế thì bắt buộc phải còn trường hợp là 0,4 thì đây 0,1, m lớn là 30, HCHO đấy phải 30 không? 12 với 18 là 30 mà, đúng chưa? Đó. Như vậy là ta chọn được đáp án nhá. Câu 50 này, trong các chất trên số chất phản ứng được với brom, em nhớ này, đây là dung dịch brom nhé, dung dịch với brom nguyên chất khác nhau. Ancan có phản ứng thế với brom nguyên chất, thế với halogen mà. Được chưa? Benzen tác dụng với brom nguyên chất và xúc tác là bột sắt. Được chưa? Đấy. Nhưng mà phenol thì tác dụng được với dung dịch brom. Các chất của lối đôi tác dụng được với dung dịch brom. Chúng ta có gì? Acetylen này. Vinylen acetylen cũng có lối đôi này. Cetylen này. Đúng không? Phenol này. Được chưa? Toluen có tác dụng brom không? Toluen có tác dụng brom không? Và cumen là cái gì? Nào, lên. Toluen và cumen có tác dụng không? Tại sao không? Nó là thể hiện tính thơm lớn hơn với benzen. Tính thơm là tính dễ thế khó cộng, nghĩa là nó dễ dàng tham gia phản ứng thế thôi, chứ không phải là tham gia phản ứng cộng. 246 chi brom phenol này. Được chưa? Thế còn cumen? Cumen có tác dụng không? Làm chưa? Làm chưa? Câu này làm chưa? Ngồi chơi. Nào, nghĩa cumen. Từ thằng này mà suy ra. Ta có benzen, có những dãy đồng đẳng của aren nhá, cùng một benzen này, xong đến gì? Em mở sơ đồ benzen ra mà xem. Ta sẽ có benzen xong đến gì? Toluen này, xong đến gì? Xong đến silen. Xong đến cumen. Rồi. 2 4 5 chất. À đâu? Đây có 24 thôi, cái này là gạch của dung dịch brom. Đáp án rồi, một chất thôi. Tính toán trông có vẻ hơi dài nhỉ. Và tôi tính luôn 51, định bớt lại. Cho hai thằng này này. Tác dụng AgNO3 thì chỉ có acetylen tác dụng đúng không? Phương trình là gì? C2H2
cộng với AgNO3 cộng NH3 thì cuối cùng tạo ra được CAG nối 3 CAG là quan tâm này thôi, cân bằng đây là 2 và đây là kết tủa cộng với 3 chấm. 48 gram kết tủa em tính mol đi. 108 cộng với 12 nhân đôi 240, 48 chia 2 40 bằng 0,2 mol. Tỷ lệ 1:1 chia acetylen là 0,2 mol. Được chưa? Thì ta ra đây 0,2 mol nhá. Khi cho hai thằng này tác dụng với hydro C2H4 thì chỉ cộng một lần hydro thôi. Còn C2H2 thì cộng với hai lần hydro đúng không? Mà đây 0,2 rồi thì đây là 0,4. Tổng là 0,52 trừ 0,4 thì đây 0,12 thì đây 0,12. Đúng không? Rồi à cái gì nữa, cái giá trị của A là 0,2 cộng 0,12 chưa, thì là 0,32, hiểu chưa? Câu này dễ mà đúng không, tự dưng mất điểm lãng phí không, hiểu chưa? Nó quan trọng là cái chỗ này tỷ lệ là 1,2 còn đây 1,1 mà biết mol này rồi mà đúng không? Dãy đồng đẳng của benzen, đừng nói sai nhá, N chắc chắn phải lớn bằng 6 rồi đúng không, 2N-6. Câu 53. Cho các phát biểu sau về phenol. Phenol tan nhiều trong nước lạnh, đúng không? Sai. Lấy trật tự đi. Phenol có tính axit nhưng không làm đổi màu quỷ tím. Đúng, nó là axit yếu, yếu đến mức không đổi màu quỷ. Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm chất diệt nấm mốc. Đúng, trong ứng dụng mà. Nguyên tử hydro của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử hydro trong benzen. Đúng hay sai? Đây là liên quan đến ảnh hưởng quan hệ của gì? Của vòng benzen và nhóm OH đúng không? Nhóm OH ảnh hưởng vào vòng benzen làm nó dễ dàng phản ứng thế với brom để tạo 246 chi brom phenol. Được chưa? Vậy đây là gì? Dễ bị thay thế, đúng. Cho nước brom vào dung dịch phenol thành xuất được kết tủa. Đúng, kết tủa trắng mà. Hiện ra có 3 thằng. Quên cái C này chưa tích. Mới bảo đúng mà. Được chưa? Đi đến 3 cái V. Bậc của rượu 2 metin butamolon. Bậc mấy? Buta này. 2 metin này. Đúng không? 1 on thì gắn vào đâu? Bên này hay bên này hay bên này? Bên trái này đi. Ok. Bởi vì đánh số thứ tự từ đầu gần OH luôn mà đúng không? OH đây. Được chưa? Bậc 1. Thực ra nhìn số này. Đúng không? 1 on là nhìn cái số này này, 2 on khác mà, được chưa? Câu tiếp theo, cùng 55. Bao nhiêu mol khí? 2,8 chia 22,4 bằng 0,125. Tỷ lệ rượu sẽ tạo ra 1/2 hydro đúng không? 0,125 ở đây thì đây 0,25. Lấy 8 chia 0,25 thì mol lớn của rượu bằng 32. 32 là rượu metilic đúng không? Vì rượu metilic là 32, rượu etilic là 46, rượu bromilic là 60. Thì ta chọn được ngay B. Để em thuộc thì làm nó rất nhanh. Được. Trong phòng thí nghiệm ethylene được điều chế từ gì? Đây là phản ứng gì? Dẫn xuất halogen để tạo ra rượu. Đây là acetylen tác dụng hydro để tạo ra ethylene. Đây là phản ứng tách nước của rượu. Còn đây là cracking butan. Thì trong phòng thí nghiệm người ta sẽ dùng cái gì? BEA. Cracking thì không rồi, khẳng định cracking thì không. D không rồi, bây giờ hỏi BEA. Cho acetylen tác dụng với hydro hay là đun nóng rượu ethylic. B thì sao? Câu 57. Cho axit tác dụng, số phản ứng xảy ra là axit tác dụng kim loại, tác dụng bazơ, tác dụng với muối của axit yếu nhưng không tác dụng với muối của axit mạnh, đúng không? Các acid mạnh mà.
Thế thì ta có 3 làm được. Được chưa? Đây nhá. Tiếp tục. Hơi non và rượu. Làm không hề bớt lại thì là chữa. Câu này thực ra chỉ viết phương trình thôi mà. Tôi tính luôn nhé. Phenol thì tác dụng với NaOH mà rượu thì không. Tác dụng với 0,1 mol NaOH thì tỷ lệ tác dụng là 1:1 đúng không? C6H5OH cộng NaOH để tạo ra gì? C6H5ONa cộng với H2O. Thì đây 0,1 thì đây 0,1 thì suy ra khối lượng của nó bằng bao nhiêu? C6H5OH mà lớn bao nhiêu? 4 thì sẽ bằng 9,4 gam. Thế thì sẽ ra được m rượu là bao nhiêu? Mà thôi thực ra nó tính phần trăm là xong luôn rồi. Còn muốn tính m rượu là 23,5 trừ đi đúng không? Lấy 9,4 chia cho 23,5 nhân 100 thì bằng 40. Thế thì phần trăm của phenol là 40, của rượu là 60. Trăm phenol sẽ bằng 9,4 chia cho 23,5 nhân 100 bằng 40%. Được chưa? Tiếp. Dài thôi. Không phải không chữa nhá. Mọi người phải xem một cái cuối video ấy, được chưa? Ta để chữa cuối cùng mà. Chữa 8 điểm đổ lại đã. Tiếp này. Thu được 3,3. Bao nhiêu mol? Tính m lớn xét 3 xét luôn. Linh thì lấy được chưa tính à? Lấy 3,3 chia 4,4 là 0,075 à. Mà khi trắng bạc tỷ lệ là 1,2 đúng không? Thì mol bạc sẽ bằng 0,075 nhân 2 bằng 0,15 mol. Nhân đi. Nhân. Số chất thuộc rượu là, cái này học trong bài phenol. Nếu nhóm OH gắn trực tiếp vào vòng benzen thì gọi là phenol. Còn nếu nhóm OH mà gắn vào carbon no thì mới gọi là rượu. Đây chính là rượu benzylic này. Hai thằng này cũng là rượu. Hiện ta có là gì? 1 và 4 sẽ là chất thuộc ancol. Như có hai thằng. Nhóm OH gắn trực tiếp vào vòng benzen thì là phenol, còn gắn vào carbon no hay nói cách khác nhắm gắn vào các CH2 đi thì sẽ là rượu. Được chưa? Câu 62. CaC2 là gì nhỉ? CaC2 gọi là gì? Đất đèn hay còn gọi là canxi carbua. Thì chắc chắn đây phải là C2H2 rồi đúng không? Mà cái xúc tác BbCO3 thì ông này phải là C2H4 chưa? Đúng chưa? Mà CH4 anken mà cộng nước thì ông này phải là C2H5OH rượu. Thì XY là XZ là arsenen và rượu chưa? A luôn. Tiếp tục. Aldehyd mà thể hiện tính oxy hóa thì phải tác dụng với chất khử đúng không? Chất khử ở đây có mỗi hydro là chất khử chưa? Còn ba thằng này là chất oxy hóa rồi thì đúng không? Ta chọn được B ngay. Hydrat hóa hai anken mà chỉ tạo thành hai rượu. Bình thường khi hydrat hóa anken ấy sẽ tạo thành rượu gì? Sản phẩm chính sản phụ là rượu bậc 1 bậc 2 ấy, đúng không? Thế để ra chỉ có một rượu thì bắt buộc thằng thứ nhất là CH2 lối đôi CH2 gắn vào đâu thì cũng là rượu giống nhau. Không thể có CH3 được nhá, thì một C thì không thể tạo ra anken mà đúng không? Nếu là 3C đừng viết vội nhá. Thì sẽ có chính phủ ngay đúng không? Nhưng nếu là 4C đối xứng như này thì tác dụng vào đây hay vào đây cũng như nhau đúng không? Đúng chưa? Thì rõ ràng hai anken này cho hai rượu tương ứng chưa? Thì không phân biệt chính phủ nữa. Thì ta sẽ có là gì? Eten và bút 2N. Đáp án C. Ủa, 5 câu phát biểu đúng sai thế. Câu 65. Aldehyd vừa tính oxy hóa vừa tính khử, đúng. Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen, sai. Benzen là brom nguyên chất, còn thằng này là dung dịch brom.
Aldehyde tác dụng hydro dư xúc tác thu được rượu bậc 1, đúng. Aldehyde cộng hydro ra rượu. Glycerol là rượu đa chức tác dụng được CO2, đúng. Phenol nằm quỷ tìm hóa đỏ sai. Có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, đúng. Đây là ảnh hưởng của OH và vòng benzen mà, đúng không? 1 2 3 4 hàng. Tiếp tục 66. Axit có nhiều trong thành phần của giấm ăn là CH3COH. Được chưa? Câu 67 còn nhớ không? 67 làm được không? Chỉ là viết phương trình tính hiệu suất ra thôi. Linh làm được không? Tinh bột C6H10O5 đóng một n lần thì nó sẽ lên men ra đường. Đường thì tạo ra rượu là 2 lần C2H5OH cộng 2 lần CO2. Đó. Có nghĩa từ đường thì ra cái này. Em phải để ý cân bằng. Rồi, cân bằng sẽ sao nhá. Bởi vì lát nữa bọn em chưa để ý đây là C6 mà đây là C2 này thì em phải liên quan đến cân bằng đấy. Được chưa? Ta có rượu 46 độ mà 5 lít dung dịch thì thể tích rượu V rượu nguyên chất. Độ rượu thì bằng V nguyên chất trên V dung dịch thì V nguyên chất sẽ bằng 5 nhân 46 chia 100 bằng 5 nhân 46 chia 100 bằng 2,3 lít. 2,3 lít. Biết thể tích rượu mà lại biết khối lượng riêng. Được chưa? Đây không phải gam trên mol mà phải là gam trên ml. Khối lượng riêng phải là gam trên ml. Thế cái 2,3 lít đấy ta đổi thành gì? 2300 ml. Thế từ đây tính được m rượu bằng 2300 nhân 0,8 bằng 1840 gam. Biết khối lượng rượu rồi, xem mol rượu được chưa? Chia cho 46 bằng 40. Đặt 40 mol vào đây. Được chưa? Nào đến đây hiểu chưa? Từ 40 mol này có phải nhân 1 chia 2 ra cái mol này là 20 mol không? Mà hai cái này bằng nhau thì mol cũng bằng nhau là 20 không? Được chưa? Như vậy ta có mol tinh bột sẽ bằng 20 nhân chưa xong. Hiệu suất 72% mà từ bên phải sang bên trái phải nhân 100 chia 72 thì đây mới là mol của tinh bột. 20 nhân 100 chia cho 72 bằng đến phân số đi 250/9 thì suy ra khối lượng tinh bột lấy cái mol đấy nhân 162 bằng 4500 chính là bằng 4,5 kg. Đấy, đáp án D. Như con này phải trên 8 rồi vì nó tính hơi lắc léo ý, mọi người khó hiểu. Được chưa? Được hiểu không? Đấy, đúng theo biểu thức. Được chưa? Câu 68 nhé. Oxy hóa rượu ancol etylic. Ancol etylic là C2H5OH. Đúng chưa? Chính vậy mà mọi người phải viết tên công thức thường xuyên vào để cho mình thuộc. Mới học bọn em chưa hiểu được hết mà. Xúc tác men giấm sau thu được hỗn hợp X giả sử không tăng anhydride. Bản chất của nó chính là phản ứng mà rượu lên men. Oxy này tạo ra CH3COOH. CH3COOH. Được chưa? Cộng với gì? CH5OH tạo ra cộng O2 tạo ra CH3COOH. Được chưa? Cái này là axit chính là men cái giấm của mình đấy, axit acetic là giấm. Được chưa? Bởi vì người ta đã ghi rất rõ là không tạo aldehyde. Ta có phản ứng CH5OH cộng oxy với nhiệt độ xúc tác thích hợp thì cũng ra CH3CH0.
nhưng người ta đã loại bỏ khả năng đấy rồi, chúng ta chỉ có công trình này thôi. Hỗn hợp X chia thành hai phần bằng nhau, phần 1 tác dụng natri được hydro, phần 2 trung hòa bằng NaOH, hiệu suất phản ứng. Em lưu ý này, ở đây có xác định hiệu suất, có nghĩa là phương trình này không hoàn toàn. Vì phương trình không hoàn toàn nên sẽ có C2H5OH như nào? Dư. Được chưa? C2H5OH dư. Bây giờ ta mình nhìn nhé. Đúng ra là phải viết hai phương trình nữa cơ, nhưng mà như thế mất thì giờ quá. Mol hydro bao nhiêu? 6,272 chia 2,4. Bao nhiêu? 0,28 này. Phần 2 tác dụng với NaOH, thấy hết 120ml, 2m là 0,12 x 2 là 0,24. Đúng không? 0,24 mol NaOH thì trong hai cái chất ở trong hỗn hợp X này chỉ có CH3COH là tác dụng NaOH thôi, đúng không? Và tỷ lệ 1:1 thì có nghĩa là 0,24 mol NaOH cũng chính là 0,24 mol CH3COH. Được chưa? Tiếp tục, bây giờ ta phải viết một chút cái phương trình này vậy. OH nào, nghe trước khi viết đã. Đúng ra là phải viết này, C2H5OH và CH3COOH đúng không? Phải viết hai phương trình. Nhưng ở đây anh viết tắt thôi, viết một cái OH là thể hiện cái gốc cuối, còn cái đầu có thể là rượu hoặc là axit nhá. Khi cộng với natri thì ta thu được là 1/2H2. Đấy, ta chỉ cần quan tâm đến tỷ lệ phản ứng này thôi. 1/2H2 nhá. Mà mol hydro là 0,28. Thế thì nhân 1 chia 2 thì ra mol này là 0,56 không? Đúng chưa? Tổng mol rượu và mol CH3COOH là 0,56. Mà trên này là 0,24 rồi thì dưới này rượu sẽ là bao nhiêu? 0,32 đúng không? Đúng chưa? Tổng đây là tổng cả rượu cả axit là 0,56, mà axit là 0,24 thì rượu là 0,32. Theo tỷ lệ phản ứng 1:1 thì ta có đây cũng 0,24 và rượu dư thì đây cũng 0,32. Đúng không? Được chưa? Như vậy tổng mol rượu ban đầu có là bao nhiêu? Tổng mol rượu ban đầu có là 0,56 mol, nhưng phản ứng chỉ có 0,24 đúng không? Thế ta tính được hiệu suất phản ứng chưa? Hiệu suất phản ứng bằng 0,24 chia cho 0,56 nhân 100 bằng OH là của cả hai thằng. Đấy, trừ rồi mới ra 0,32 chứ. Ừ, nhưng mà ta tính cái phần hiệu suất phải bằng phản ứng trên ban đầu mà. Thế em lại lấy dư trên ban đầu làm sao được, đúng không? Bấm máy đi. 42,857 thì 42,86%. Hiểu chưa? Đấy. Thay vì việc viết hai phương trình thì ta mới viết cái này cho gọn thôi mà. Nên hiểu chưa? Tiếp nhá. Câu 69. Bao nhiêu mol nước và mol CO2? Phẩy 15 này. Mol nước bao nhiêu? 0,34 này. Sau khi đốt cháy các cái thằng này, ta thu được 0,15 mol CO2, 0,34 mol nước. Lưu ý này, nếu viết phương trình phản ứng, cách thứ nhất em phải viết 3 phương trình phản ứng để ra CO2 và nước đúng không? Đúng chưa? Cách thứ hai là ta vì đây ta nhận thấy đây đều là gì? Đều là ancan đúng không? Đều là ancan thì ta có công thức là CnH2n cộng 2 cộng O2 tạo ra NCO2, đừng viết cái gì cả nhé, cộng với N cộng 1 H2O như này đúng không? Ta đặt mol CO2 vào là 0,15, đặt mol nước vào là 0,34, em nhân chéo lên sẽ tìm được N trung bình đúng không? Đúng chưa? Ta thử tìm N trung bình nhé. 0,34 N bằng 0,15 nhân N cộng 1. Lấy 0,34 trừ 0,15 bằng này 0,19. 0,15 chia 0,19 bằng N trung bình là 15/19. Người ta bắt tính giá trị của M chính là bắt tính khối lượng của thằng này này. Thì M
mon của nó sẽ là 0,15 chia n đúng không? Mà n bằng 15 phần 19, thay 15 phần 19 vào đây thì ta được sẽ là 0,19 mon không? Đúng không? Lấy 0,19 nhân m lớn của thằng này thì ta có 0,19 nhân mở ngoặc m lớn thằng này là 14n, 15 phần 19 cộng 2 bằng 2,48 gram, được chưa? Đấy, thì ta tính được 2,48 gram, hiện ta có đáp án A, hiểu chưa? Tuy nhiên, cái cách này có một nhược điểm là gì? Nếu cái hỗn hợp này này nó gồm cả ancan, cả anken, cả ankin hoặc là một ancan, hai anken chẳng hạn, thì em không thể gọi công thức CnH2n cộng 2 được, đúng không? Nó chỉ có thể làm được khi cả hai ba thằng này là một loại ancan, anken hoặc ankin, được chưa? Đấy, như vậy cách này có nhược điểm là phải ba thằng này cùng một công thức, cùng một nhóm chức, chính là cùng một loại ancan, anken, ankin, và nó vẫn bị dài chỗ ta phải viết công thức, ta phải viết phương trình ra ấy, trong tính mon vân vân như này, đúng không? Thế bây giờ ta làm cách số 2, áp dụng được cho mọi loại hỗn hợp, cứ miễn là hydrocarbon là đủ, có nghĩa ankan này, anken này, ankin, hoặc là hai anken một ankan cũng được, được chưa? Đó là thì ta dùng bảo toàn nguyên tố m bằng khối lượng của m này có phải bằng khối lượng của carbon cộng khối lượng hydro không? Vì nó chỉ cấu tạo bởi carbon và hydro mà, đúng không? Mà carbon chính là mol CO2 không? Toàn bộ carbon ở đây chuyển về CO2 mà, đúng không? Ta có m sẽ bằng 0,15 nhân 12. Hydro có phải toàn bộ hydro đây chuyển vào nước không? Mà mol nước là 0,34 đúng không? 0,34 nhân 2 bằng 0,34 nhân 2 bằng 2,48. Đúng chưa? Xong luôn, 2,48. Chỉ một dòng mấy chữ này thôi, rất là nhanh mà không phải viết công trình gì cả. Hiểu không? Thế thì nó giải quyết được luôn cái nhược điểm là cho lung tung bất chất ancan, anken, kim vẫn tính được, vì ta chỉ quan tâm đến mol CO2 và mol nước mà thôi. Hiểu chưa? Chúc được chưa? Tiếp câu 70. Cho các chất sau, các chất đều tác dụng với natri với COOH2 là, tác dụng với natri là cứ có nhóm OH tác dụng, nhưng tác dụng được với COOH2 phải là gì? Phải là rượu đa chức hoặc là axit, rượu đa chức hoặc axit. Như vậy thằng này được vì nó có OH và lại là rượu đa chức liền kề, thằng này không vì OH này không liền kề, nó phải là rượu đa chức liền kề cơ. Thằng này được, số 3 được, số 4 được vì 2 OH liền kề, được chưa? Như vậy ta có gì? 1, 3, 4 đáp án D, rượu đa chức có nhóm OH liền kề. Câu 71, aldehyde, câu này dễ rồi, aldehyde là nhóm chức CHO, NH2 này là nhóm chức amin lớp 12 ta sẽ học này. Đây là axit carboxylic đúng không? Còn đây là nhóm chức gì? Ancol hoặc là hydroxin. Được chưa? Câu 72. Oxy hóa rượu được 5,8 gram aldehyde. Công thức cấu tạo của rượu là, nếu không biết, bọn em có thể đơn giản lấy 6 chia m lớn 4 thằng này đúng không? Thằng nào mon trắng thì chọn gì? Được chưa? Đấy. Còn khi làm bài tập thì ta có thể gì? Phương trình này RCH2OH tạo ra RCHO. Ta chỉ quan tâm đến như này thôi, viết từng đường tắt mà, RCHO. Ta có mol của thằng này sẽ là gì? 6 mà chia cho m lớn thằng này là R cộng mấy mấy đây? 12, 14 này. 14 với 16, 30 là 31 này. Thằng này sẽ là 5,8 chia cho R cộng mấy? 12, 13 này là 29 này, đúng không? Và tỷ lệ phản ứng là 1,1 thì hai thằng này bằng nhau đúng không? Thế thì em chỉ cần quy đồng giải R hoặc em nhập máy ra R cũng được. 6R chỉ 5,8R là 0,2R thì bằng 5,8 nhân 31 trừ đi 6 nhân 29 bằng 5,8. R bằng chia 0,2 bằng 29
R bằng 29 thì chính là gốc C2H5. CH5 là gốc 29 mà. Thì ta có CH5, CH2OH đáp án. À. Được chưa? Được hiểu chưa? Tiếp nhá. Formalin được dùng để ngâm xác động vật thuộc da, tẩy uế, diệt trùng. Formalin có công thức là HCO HCSO. Formalin là HCSO. Thường dùng để ngâm xác động vật, bảo quản xác người. Ví dụ trong đại học y, trong các bệnh viện ấy, nhà xác ấy, người ta hay có các bể để bảo quản xác người. Những cái xác mà hiến cho y tế ấy, đấy, thì có phải là ví dụ như sinh viên y khoa mà mỗi lần mổ xác để thí nghiệm ấy, thì cứ phải lấy ở các cái bể đấy ra, vớt xác lên, xong mổ mổ xong lại khâu lại xong lại thả vào thì nó bảo quản không bị thối rữa. Có gì đâu mà sợ, sinh viên y là phải đi canh nhà xác là chuyện bình thường. Thế thì cái formalin này chính là cái dung dịch formaldehyde có nồng độ từ 37 đến 40%. Như vậy ta có đáp án A. Được chưa? Nồng độ từ 37 đến 40%. HCSO. Mọi người xem trong quyển mẫu thì thấy rồi mà. Tiếp nhá. Câu 74. Axit carboxylic no đơn chức mạch hở có công thức là gì? CnH2nO2 đúng không? Được chưa? Các em còn nhớ cái số đồng phân của axit này không? Công thức tính số đồng phân không? Còn nhớ không? Chương trước thì phải viết đồng phân thì cứ kêu lâu kêu khó. Bây giờ có công thức đồng phân rồi thì lại ngồi cười với nhau. 2 mũ N trừ 3 là công thức tính số đồng phân của axit. N là số carbon. Đấy là phải hỏi nữa. Tiếp tục là câu 75. Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức C8H10O chứa vòng benzen. Chứa vòng benzen thì đã mất 6 carbon rồi đúng không? Thế chỉ còn 2 carbon tự do thôi. Tác dụng được natri, không tác dụng nào OH. Lưu ý này. Nếu OH gắn trực tiếp vào vòng benzen thì sẽ tác dụng được nào OH. Ví dụ điển hình là phenol đúng không? Nhưng ở đây nó bảo tác dụng natri mà không tác dụng OH thì đây phải là gì? Rượu có vòng thơm. Đúng không? Rượu có vòng thơm. Điều ta bắt đầu viết nhé. Có 2 carbon dư này. 1 OH. Đây là chất thứ nhất. Đúng không? Có 2 carbon dư. Ta có thể bẻ nhánh carbon mà. COH. Đúng chưa? Thế còn một C dư này, vào đây, hoặc vào đây, đều được mà đúng không? Là các chất khác nhau chưa? Vị trí thì octo, meta, para, đúng không? Còn nữa không? Bẻ nhánh C ở đây đúng không? C, OH, C. Được chưa? Như ta đã được 5 thằng rồi đấy. Còn nữa không? Cứ biết có OH này tác dụng được với natri mà. Em sẽ không thể bẻ nhánh C ở vị trí này nữa vì vị trí này đủ rồi mà đúng không? Được chưa? Đó. Như vậy là ta có 5 chất. Được chưa? Câu 76. Đun 2 rượu với axit đặc 140 độ C thì thu được cái gì? Có phải là ete không? Đúng không? 140 độ C thu ete, còn 180 độ C thì thu gì? 180 độ C thì thu được anken. Được chưa? Thế người ta sẽ cho mình là hai rượu đúng không? Ta có AOH thì tạo ra AOA cộng nước. Hai về đây. BOH thì ta tạo ra được BOB cộng nước. Hai vào đây. Và AOH cộng với BOH thì tạo ra AOB cộng H2O. Đấy là 3 ete của mình. 3 ete. Người ta lại cho gì? 3 ete này có số mol bằng nhau đúng không? Cái bài toán rất là dễ rồi.
ta gọi đây là x, đây là x thì đây cũng là x. Tổng quan nước bao nhiêu? 7,2 chia bằng 0,4, mol nước là 0,4, đúng không? Mà đây có phải là x không? Thì 3x bằng 0,4 đúng không? Thì x bằng 0,4 chia 3 đúng không? Nó sẽ bị lẻ nên ta để phân số đi, đúng chưa? Hiểu chưa? Thế người ta lại cho tiếp gì? 24g hỗn hợp 3 ete, em nhìn này. 3 ete này có số mol vẫn là 0,4 chia 3. Đúng chưa? Biết mol tổng 3 ete rồi, biết khối lượng rồi, tính được m trung bình của ete. Lấy 24 chia cho gì? Chia cho 0,4 nhân với 3 thì bằng 180. Được chưa? Bằng 180. Đúng chưa? À, lên được chưa? Ta có khối lượng của này là 24 mà. Mol của nó 0,4 chia 3 thì lấy 24 chia số này thì được 180 chưa? Thế bây giờ m lớn của nó sẽ bằng gì? Mấy a? 3a. 3b. 3o, đúng không? Chẳng hạn nhân 3 lên thì ta sẽ lấy 180 chia 3 thì ra được m lớn của AOB, đúng không? Đúng chưa? Như vậy là AOB là 60. Đúng không? Lấy 60 trừ đi oxy là 16 thì ta còn A cộng B là mấy? 44 không? Như vậy suy được m lớn của A cộng B phải bằng 44. Thì em xem đáp án nào có m lớn bằng 44. Thằng này là 29. Thằng này là 15, 29 cộng 15 44 luôn chưa? Thì ta có đáp án A. Hiểu không? Nghĩa là chung nhiều chưa? Đúng chưa? Tiếp nha. Số đồng phân hydrocarbon thơm ứng với công thức C8H10 là, nó lại giống với trên thôi mà. C8H10 là mình có 6 cái carbon ở vòng rồi đúng không? Còn dư 2 cái lẻ nữa đúng không? Mà đây là đồng phân hydrocarbon thơm thì đây có phải là gì? Dãy đồng đẳng của benzen không? CnH2n trừ 6 đúng không? Thì ta sẽ có vòng CC đúng không? C 1C đây, 1C đây, đúng chưa? 1C đây, 1C đây mà. Đây là vị trí octo, vị trí meta và cuối cùng là vị trí para, đúng chưa? Octo meta para. Đây này, em nhìn cái hình trên này này, ta chỉ cần bỏ chữ OH đi là nó giống hệt mà đúng không? Tuy nhiên sẽ không có thằng như này, vì khi ta bỏ OH đi rồi thì đây với đây là như nhau đúng không? Vì nó không thể bẻ mạch nhánh được. Như vậy ta có mấy thằng? 4 thằng, đúng chưa? 1, 2, 3, 4 đáp án D. Được chưa? Có 78. Phương pháp điều chế rượu từ chất nào dưới đây là phương pháp sinh hóa? Phương pháp sinh hóa chính là cái quá trình lên men. Như vậy phải là từ tinh bột lên men thì ra rượu, mà rượu sau này lên men lại ra tiếp axit. Nhưng mà hai loại men này là khác nhau nhá. Được chưa? Đấy. Một thằng là men rượu, một thằng là men giấm. Đấy. Nhưng quá trình sinh hóa chính là cái phương pháp lên men. Câu 79. 6,3 gam alken X mất màu 12 gam brom. Hydrat hóa X thu được một rượu duy nhất. Nếu là thử đáp án thì bọn em sẽ làm như này, lấy 6,3 chia m lớn 4 thằng này, thằng nào chẵn thì chọn. Được chưa? Còn nếu tự luận thì bọn em sẽ phải gì? Từ mol brom tỷ lệ 1:1 thì suy ra mol alken, lấy 6,3 mol alken chia ra. Đấy nha, việc ta sẽ làm tự luận này, lát được thì hướng dẫn trắc nghiệm sau. Cộng Br2 thì tạo ra CnH2nBr2. Bao nhiêu mol brom? 0,075. Tỷ lệ phản ứng thì đây cũng 0,075.
thì suy m lớn hơn ken bằng 6,3 chia 0,075 bằng 84. Mà ăn ken cộng nước thì ra rượu đúng không? Cộng H2O thì tạo ra CnH2n cộng 1OH. Đúng chưa? Mol này là 0,075 thì thằng này vẫn là 0,075 mà thôi. Đúng chưa? Đấy. Và ta sẽ biết được cái rượu này là có mấy carbon ngay. Được chưa? 84 mà chia cho 14 thì được mấy? 6. Vậy chắc chắn nó có 6 carbon. Thằng này bỏ. Thằng này bỏ. Đây là 6. Dimetin với butene này cũng là 6, hai thằng này đều 6 carbon đúng không? Đấy. Như vậy tính tự luận thì ta sẽ dừng ở đây và được cái này. Tiếp tục để chọn đáp án, ta phải dựa tiếp vào cái một rượu duy nhất. Nhắc 2E này 1 2 3 4 5 6. Rồi rồi. Buten này. 2E này, 23 metin này. Khi cho anken cộng nước thì sẽ ra rượu bậc 1 và rượu bậc 2, đúng không? Vì nhóm OH thì nhảy vào thằng ngoài và thằng trong mà. Thì đối với thằng này thì OH ở đây và đây là khác nhau đúng không? Thì phải là hai rượu. Nhưng thằng này em thấy nó đối xứng không? Vào đây hay vào đây là như nhau. Đúng chưa? Thế thì em chỉ cần chọn C. Được chưa? Còn nếu làm tự luận thì đơn giản rồi, em chỉ cần làm trắc nghiệm. Em lấy 6,3 chia M lớn 4 thằng này thì chắc chắn sẽ có hai thằng này là gì? Số mol chẵn, bởi vì nó đều có M lớn như nhau mà đúng không? Và vẫn dựa vào ý rượu duy nhất thì em viết ra phát em biết được ngay C mà không cần phải làm việc chỗ góc cái này nữa. Được chưa? Làm sao hiệu quả ra đáp án nhanh nhất mà. Tiếp câu 80. Cho 3,6 gam axit tác dụng với 500 ml hàng này, cô cảm được chất rắn khan. Công thức phân tử của X là, đừng lại tiếp này. Vẫn là cách làm trắc nghiệm thì lại lấy 3,6 chia M lớn đúng không? Ta thử chia nhá. 3 carbon này là 74, lấy 3,6 chia 74 đi. Số không thể lẻ như này được đúng không? Tiếp tục. Thằng này là bao nhiêu? HCOH là bao nhiêu? Phải 46 không? 3,6 chia 46. Mol lẻ đúng không? Tiếp tục này. 4 carbon là 88 này. 3,6 chia 88. Mol lẻ tiếp này. 3,6 chia cuối cùng là 60 này. Mol đẹp chưa? 0,06 đúng không? Có mỗi một thằng 0,06. Cứ tự tin là chọn trước đã. Đấy là cách làm trắc nghiệm. Đúng không? Linh được chưa? Một thằng là 74, 46, 88 và 60. Đấy. M lớn mà em phải thuộc mà. Thế bây giờ nếu ta làm tự luận nhá, RCOH cộng với NaOH tạo ra RCOONa cộng nước. RCOH cộng NaOH tạo ra RCOO nước cộng KOH chứ, OK cộng nước. Mol kali KOH bao nhiêu? 0,5 nhân 0,12 bằng 0,06. Đây 0,06. Theo tỷ lệ phản ứng thì đây đều là 0,06. Đúng chưa? Thế thì em biết ngay được rằng gì? Nếu chỉ như này thì ta có ngay mol của hai thằng này rồi đúng không? Đúng chưa? Thế thì ta sẽ tìm ra được công thức của nó luôn. Thì vậy tại sao phải cho thêm 8,28? Vậy tại sao phải cho thêm 8,28? Mà lại ghi là 8,28 gam chất rắn khan chứ không phải là muối. Đây là muối mà. Bởi vì khả năng cao là trong cái chất rắn khan này sẽ có NaOH và KOH dư. Khả năng cao là sẽ có NaOH và KOH dư thì người ta mới gọi là chất rắn khan. Được chưa?
Có nghĩa rằng ta chưa biết được rằng phương trình này phản ứng có hết hay không. Người ta chỉ bảo tác dụng hoàn toàn, có nghĩa có một thằng hết hoặc một thằng có thể là dư. Hình dung chưa? Thì vấn đề nó sẽ khó ở cái chỗ này này. Bây giờ ta làm sao xác định được? Nào, ai có ý tưởng? Chưa biết thằng nào dư được không? Đúng không? Nhưng mà một thằng dư cả hai thằng cùng dư thì sao? Hình dung không? À, chúng hiểu không? Đây, ta có chỗ này là 8,28 gam. Ta có chỗ này là 3,6 gam. Bây giờ em phải đi tính cái chỗ này và dùng bảo toàn khối lượng. Ta tính được khối lượng NaOH và KOH không? Lấy mol nhân m lớn là xong đúng không? Bấm máy đi. 0,06 nhân mở ngoặc NaOH là 40 cộng với KOH 17 cộng 39 là 56. 5,76 gam. Dùng bảo toàn khối lượng em tính được khối lượng nước cộng với 3,6 trừ đi 8,28 bằng 1,08 gam, chia cho 18 bằng 0,06 mol. Được chưa? Bây giờ dừng lại nghe chỗ này này. Ta dùng bảo toàn khối lượng lấy tổng bên trái trừ khối lượng chất rắn thu được khối lượng nước là 1,08 gam. Từ 1,08 tính được mol nước là 0,06. Đúng không? Tính được mol nước là 0,06. Mà rõ ràng là gì? Nếu theo phương trình này thì ta thu được đến hai thằng 0,06 cơ. Đúng không? Chắc chắn là gì? Ở đây hai cái thằng này phải dư rồi và nó không thể phản ứng hết được 0,06. Vì nếu theo phản ứng đúng thì tổng mol nước phải là 0,12 mà đây thu được có 0,06 gạ mol thôi, đúng không? Được chưa? Như vậy rõ ràng là hai thằng này có dư rồi. Thế thì bây giờ tính như nào tiếp? À, để lấy cái hai tính như nào tiếp? Nghĩa? Nào chung. Tính được không? Như vậy để đơn giản đây, vì tất cả phản ứng này đều là 1,1 đúng không? Đây 0,06 thì ta sẽ gì, coi như cả hai thằng này cùng phản ứng và cùng dư lượng như nhau thì thằng này sẽ là 0,03, thằng này là 0,03 thì tổng là 0,06 đúng không? Đúng chưa? Thế thì suy ra đây 0,03, đây 0,03 đúng không? Đúng chưa? Thì ta sẽ có mol của axit bằng 0,03 cộng 0,03 là 0,06 chưa, chứ không phải là tổng là 0,12 nữa. Và ta sẽ có m lớn sẽ bằng 3,6 chia 0,06 và bằng 60. Mà m lớn 60 thì suy ra 14N cộng với 32 CnH2NO2 mà bằng 60, chia N bằng 2. Ôi thế thôi. Được chưa? Còn nếu mà cứ lấy cái này là 0,06 cộng 0,06 0,12 thì em sẽ tính ra sai ngay. Như vậy mọi người có thể lấy cái bút khác điền đây là 0,03, 0,03 này thì chưa 0,03. Được chưa? Câu 80 là câu khó cuối cùng mà. Tiếp nhá, thấy không chưa? Ta xem còn câu nào bỏ trống không? Vì hôm trước ta chữa là bớt lại những câu lấy điểm 90. Bây giờ phải lướt lại xem là còn câu nào bỏ sót không? Còn câu 59 bỏ trống này. Mở 59 ra. Cho hỗn hợp rượu metilic và một rượu no đơn chức mạch thở X, chưa biết là rượu gì.
2,76 gam y tác dụng natri được. Em chuyển biết này, ROH mà cộng natri RONA cộng 1/2 H2. Monhydro là bao nhiêu? 0,03. Theo tỷ lệ phản ứng thì mon rượu cho là 0,06. Được chưa? 0,06 mon rượu. Oxy hóa hoàn toàn y bằng CuO thì được aldehyde như là ROH cộng CuO tạo ra. Bây giờ viết này hơi khó vì ta sẽ phải lùi lại một cái carbon, ta cứ ghi là aldehyde đi. Được chưa? Cộng với Cu cộng với gì? Cu cộng H2O. Nên đây là 0,06 thì mon aldehyde cũng là 0,06. Nhưng nhớ rằng aldehyde của mình đang là hỗn hợp hai aldehyde nhá. Đúng không? Vì ở đây là hai rượu mà. Ta đang gọi chung là ROH mà thôi thì ở đây cũng phải là hai aldehyde. Cho aldehyde tác dụng với AgNO3 được 19,44 gam chất kết tủa. Kết tủa này chắc chắn là bạc rồi đúng không? Bây giờ nó mới là vấn đề chỗ này này, mọi người nhìn lên này. Rượu đầu tiên là methylic thì sẽ tạo ra CH3OH này, thì sẽ tạo ra HCHO. Mà HCHO trắng bạc sẽ thu được 4 Ag đúng không? Rượu còn lại chưa biết thì chính là CnH2n cộng 1OH, chưa biết là rượu gì mà, thì sẽ tạo ra là gì? Một cái aldehyde khác. Aldehyde. Và aldehyde khác này sẽ trắng bạc, chỉ tạo ra 2 bạc thôi, đúng không? Ngoại trừ CH3OH chuyển thành HCO và cho tỷ lệ 1:4 thì các aldehyde còn lại chỉ cho tỷ lệ 1:2. Mà tổng mol bạc là bao nhiêu? Bấm đi. Chia cho 0,18 mol. Tổng này là 0,18. Đúng chưa? 0,18. Nếu ta gọi đây là X mol, đây Y mol thì đây X, đây Y. Đây 4X, đây 2Y. Đúng không? Gọi xy thì đây xy, đây 4x, đây 2y. Thế thì ta sẽ có hệ phương trình như sau. 4x cộng 2y bằng 0,18. Và x cộng y bằng mấy? Tổng mol rượu là 0,06 mà đúng không? X cộng y bằng 0,06. Giải hệ này thì sẽ ra được xy bằng dưới nhân 2 trừ nhau là 2x bằng 0,06, x bằng 0,03, y bằng 0,03 tiếp, đúng không? Thế biết xy rồi, mà em biết khối lượng rồi, em sẽ tính được cái rượu còn lại không? Đúng chưa? Như vậy ta có này, 2,76 thì bằng m lớn của CH3OH là bao nhiêu đây? Đây là 15, 15 cộng với 17 là 32 đúng không? 32 nhân 0,03 cộng với m lớn rượu này chưa biết thì ghi là m đi, nhân 0,03. Từ đấy suy ra m bằng 2,76 chia 0,03 bằng trừ đi 32 bằng 60. 60 thì là rượu 3 carbon. 60 là rượu 3 carbon. Suy ra n bằng 3 và ta có đáp án D. 60 là rượu 3 carbon, n bằng 3, suy ra đáp án D. Thì vấn đề là tại sao không chọn C mà lại chọn D? Vì C là rượu bậc 2. Rượu bậc 2 oxy hóa với CO thì phải ra ceton chứ không ra aldehyde. Chỉ có rượu bậc 1 mới ra được aldehyde. Như vậy là từ ý aldehyde ta không chọn được ngay đáp án D. Rượu bậc 1 có 3 carbon. Được chưa? Thì đấy là một trong những câu đấy điểm 90 trong cái đề thi này. Được không chưa? Tiếp tục. Xem còn câu nào bỏ sót. Câu 45. Là câu 42 à? 2 câu. Phần này có quá tải không? Phần điểm 10 là có quá tải không? Câu 45 này. Cho hỗn hợp X gồm rượu ancol methylic CH3OH
Ethylene glycol là C2H4OH 2 lần và glycerol là C3H5OH 3 lần. Người ta đốt cháy thằng này thu được 13,44 CO2 chính là 0,6 mol CO2. Và cũng cái lượng rượu đấy cho tác dụng natri thì thu được tối đa bao nhiêu hydro. Các em phải lưu ý rằng cứ một nhóm OH thì cho 1/2 hydro, hai nhóm cho hydro và ba nhóm thì cho 3/2 hydro. Nếu ta viết cả ba phương trình ra nhưng mà ta thấy rằng ta chỉ có dữ kiện là 0,6 mol CO2 thôi thì sẽ bị thiếu dữ kiện để mà tính toán khi viết cả ba phương trình. Thì ở đây ta sẽ gọi công thức tổng quát của cả ba thằng này như sau: CnH2n cộng 2 trừ A OH A lần. Đấy, vì nó là rượu no đơn chức mà, à no rượu no mà đúng không? Thế từ thằng này mà nhiệt độ đốt cháy thì tạo ra NCO2. Và nếu tác dụng với natri thì sẽ tạo ra gì? A trên 2H2. Đấy. Thì ta có mol CO2 là 0,6 đúng không? Thế theo tỷ lệ phản ứng suy ra cái này sẽ là 0,6 nhân 1 trên N thì mol rượu là 0,6 trên N. Nếu mol rượu đã 0,6 trên N thì thể tích hydro thu được sẽ là 0,6 trên N nhân với A trên 2 thì sẽ bằng 0,3 nhân với A trên N. Em chỉ cần lấy cái này nhân 22,4 thì sẽ ra được thể tích hydro thu được, được chưa? Nhưng vấn đề A cả N bằng bao nhiêu? Thế thì bây giờ ta phải nhìn cái công thức để ta nhận ra cái đặc điểm của nó. Nếu có một carbon thì có một nhóm OH, hai carbon thì hai nhóm OH, ba carbon thì ba nhóm OH. Như vậy rằng ta thấy số carbon và số nhóm OH trong các công thức này có đặc điểm là bằng nhau, do đó A thì bằng N, đúng không? Như vậy A bằng N thì cái này là 1, thì thể tích hydro thu được sẽ là 0,3 nhân 22,4 và bằng 6,72 lít. Như ta có đáp án A. Được chưa? Đấy. Như vậy là thầy đã chữa xong cho các em cái đề thi hóa học kỳ 2 của trường Việt Nam Ba Lan năm học 2019-2020, chính là năm vừa rồi. Đấy. Và mặc dù năm vừa rồi có dịch nhưng mà đề thi không hề dễ hơn chút nào cả. Đấy. Nên các em lưu ý, trong đề thi vẫn có một số câu tương đối khó để dành cho các bạn lấy điểm 90. Đấy. Và năm nay mặc dù có dịch thì thầy nghĩ rằng cái mức độ đề thi nó vẫn tương tự như này. Đấy, nên các em ôn tập cho thật tốt, được chưa? Đấy. Ok, buổi học này kết thúc ở đây. Chúc các em ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Chào tạm biệt các em.